Đây đó hả? Dạ. Rồi. Mệt quá, nhiều khi nó cứ nhai đi nhai lại hoài mà cái diễn đàn này chẳng có nào lên trái chiều mới vui, chứ còn về nó buồn chết mẹ luôn, sao ta khó Nghe chịu diễn đàn này lên nó thấy à. toàn là gì thứ dữ không à. Ừ, mà phải có đứa nào lên chẳng hạn như là đứa nào lên nói rồi mình nói, chứ còn không gì luôn, mà đâu có gì đâu chữ trời được à, nói chung là mấy cái vụ đó mà nó xuyên tạc thì cái đời nó cũng không hết thiệt, đúng không? Cái đời cái thứ gì nó cũng xuyên tạc được, chứ là mình nhiều khi mình cũng chẳng làm biến trả lời nó à, thì nói chuyện mà hồi nãy tao nghe được ra nói tao tức cười quá à. Độ không má tao đã nói hàng trăm ngàn lần rồi, độ má mày đánh tiền ở đâu thì mày xài đó, mà nó Đúng có cái rồi. tiền và nó so tiền Việt Nam hoài, tao rất là mệt. Tao đã đi nó đi tao nói đi nó lại cả hàng ngàn lần, tao nói về thực phẩm cho nó dễ hiểu mà nó ngu độ, mà thằng kia nó ghét, tụi nó ghét. Cứ mà tính ra phở thì tao khoái ăn phở, tính ra phở đi, còn thằng nào khoái ăn cháo cứ tính ra cháo, cứ Nó phở này ăn cái nó lãnh tiền ở đâu mà nó không dám xài ở chỗ đó mới ghê chú Tập ừ. ơi. Tao biết cái gì đó chứ, bởi tao nó khổ ghê vậy đủ mấy nó đánh Nó 5.000 đô bỏ ống đánh heo, nó bỏ ống heo, phải chi nó đập cái ống heo mà để nó gửi về Việt Nam chống cộng, lật đổ cộng sản trời thì không nói, nó bỏ ống heo, nó đập cái ống heo cái nó gửi về thân nhân bà con nó. từ xưa Nó giờ gửi tao về thân nhân bà con nó mà nó á, cái thân nhân bà con nó ở đây chơi sập xám vô sòng. Đâu mẹ giờ cái bị bắt, công an bắt cái nó gửi tin nhắn rồi nó công an bắt tao rồi cái lại đổ thừa cộng sản nó mắc dệt chỗ đó, nó mắc dệt cái chỗ đó, mày sao biết, tao hôm trước tao đặt rồi nó họ đổ tên thừa là đổ thừa được không phải nó họ thừa tên đổ, quá thừa nó họ tên thừa đổ tên đổ, cái gì nó nữa quá thừa, nó quá thừa để cho nó rồi đổ chứ nó không phải họ đổ tên thừa chú Cầm ơi. mấy cái tay Ừ, bên quá này thừa. cũng lên nói xong rồi cái vụ mà donation đó đấy, mẹ donate vô cho nó đi mà nó đi nó hưởng nó ăn hết chứ nó làm cái Mấy bữa nay thì trên tức Mỹ ba cái vụ mà lộn xộn về vấn đề này kia quá trời đó, đó bác cầm là có bởi nghe, bác cầm có nghe bên Texas mới ra cái luật hồi sáng này không, em nào có mà cố có tình phá thai là nó quất cho tù chung thân đó. cái đó đó là cái luật mà nó buồn cười nhất là nó phản khoa học, mà nó Dã phản man nhân vậy. quyền, nó phản nhân quyền một cách trắng Đó. trợn, Kêu cái có nghĩa đám là như kia nó vậy. xuống đường nó đóng Cái đi. nó một cách khác chăng nữa là cái bản thân là của mày, đương nhiên là mày tự quyền quyết định. Từ xưa giờ chỉ có một luật là khi mày tắt, mày chưa tắt thở rồi rút ông thở đó, tất nhiên là mày bé ấy thôi, ngoài ra là cái chuyện đó là mày, đó là quyền của mày. Thân nhân mày muốn cho con mày đi cho nó suôn sẻ là rút ông thở, bởi vì có nhiều đứa ở bên Mỹ tao biết là mình khi mà đời sống thực vật á, có cái là ở đúng có 8 9 năm 10 năm cho vì chỗ đó thành ra người ta cảm thấy tội quá, người ta đòi uống thỏa thiệt đó. Bây giờ cái bản thân của nó bây giờ có thai ngoài ý muốn, ta nói một cách khác hôm trước á, cũng có một người ta nói ra ta biện chứng đặt Chú trong Cầm ơi, phòng hả. con xin lỗi chú Cầm cái nha, còn cái chuyện hút thuốc của chú Cầm chú Cầm còn phải né. Xin lỗi tụi bay, tao đi ra ngoài tao hút thuốc chút xíu Đúng rồi, đúng không, đúng rồi. đó chú thấy không, mặc dù là trong nhà chỉ còn có chú Cầm và bà xã thôi, bà xã thân yêu của mình, cái người mà đã 50 60 năm với mình mà bây giờ hút thuốc còn phải xin lỗi đi ra ngoài hút thuốc Rồi sao nữa? thì chú thấy không, Vậy bà nói tự cái do nhân quyền nó ở chỗ nào? cái vụ hút thuốc thì không 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 tính vào được, là bởi vì vấn đề là nó tính cái sao ảnh hưởng sức khỏe, mình không có nói, mình chỉ muốn nói con điều từ xưa giờ hay rêu rao, nước Mỹ là một cái đất nước mà rêu rao về vấn đề nhân quyền dân chủ rất là, nhưng mà bây giờ nó bể bẹ hay ráo rồi, và hầu như
những người mà tao đã bốt lên rồi, như thằng Việt Ryan nó bốt là tao bốt thì tao quên mẹ ba đây, bốn đứa. Ở đây con nói là trên tất cả là ý thức con người, là do con người ý thức thôi, chứ còn cái tự do nhân quyền hay không mà không có sự ý thức thì nó là con số 0. Nó là con số 0. Cái đó thì đồng ý rồi, đó bên em đồng ý rồi, nhưng mà cái ác là thằng Texas nó vào vô bộ luật luôn, có nghĩa là như vậy là ta nói một cách đơn giản thôi, một đứa con gái mà nó có thai ngoài ý muốn. Hai ngày muốn là cái gì, ví dụ nó bị cưỡng hiếp hoặc là nó bị tấn công về tình dục hơn kia, nó có cái có thai ngoài ý muốn, bây giờ nó muốn giải quyết cái thai đó, mà biết đó nếu mà làm một luật ra không là con nhỏ kia là coi như là khổ cả đời, có nghĩa là khi đứa con sinh ra nó không kết nối bằng cái sự yêu thương, không phải là chồng nó mà đó là một kẻ hiếp dâm hoặc là một thằng già đầu đường xó trời đó, thì cái đó là ngoài ý muốn, nó bị đe dọa tính mạng đó, nó bắt buộc nó phải làm vậy, thì nó có phải khổ của người ta không? Đó là đau khổ cả đời, và con đó sẽ bị bệnh, coi là bị trầm cảm cả đời, nó có thể nhiều khi tự dẫn nó chết nữa. Ở đây cái chuyện này ở đây nó còn ở nước tư bản, nó còn có chuyện vui là vợ là chồng. Thí dụ con vợ nó không đồng ý quan hệ với chồng mình thưa mày, mà bây giờ đêm đó thằng chồng về một hai là cứ đè con vợ ra, bắt con vợ ra vậy, thì đó giống như chú nói là ưa thừa là xâm phạm rồi. Thứ nhất xâm phạm thân thể, xâm phạm về thân thể, thứ hai là xâm phạm về tình dục. Hình như ở Việt Nam mình cũng có bộ luật đó rồi đó, có nghĩa là khi bây giờ Việt Nam mình đang bắt chước chuẩn bị sửa đổi, nhưng đang có luồng dư luận cái luật đó nó chưa có thông qua. Chưa hôm qua nhưng mà nó hơi hướng rồi. Nhưng mà nó đã nằm trong cái dự luật. Rồi, hiểu có rồi. Nghĩa là cái dự án sửa đổi luật. Ý tao muốn nói là cái dự luật mà mới ký ban hành qua nay ở Texas á, ta thấy nó ác độc. Ác độc là coi là lúc đó là coi như người đàn bà không có quyền gì nữa, chứ gọi đó là tước đoạt cả một cái sự tự do cá nhân, tự do bản thân, tự do thể xác của mình không được quyền làm vậy. Đúng rồi, cái về vấn đề phá thai á. Đó bảo vệ tao nói cho mày nghe, nói về suy ra cho cùng thì cái sự tự do của con người Việt Nam mình, ở đất nước Việt Nam mình tự do nhân quyền, tự do tiếng nói, tự do ngôn luận hơn hẳn nước Mỹ. Bây giờ tao nói mày nghe là ở Việt Nam mình á, tao biết cái nha, hầu như những đứa học sinh mà nó lỡ đó, tức là bạn bè nhau nó lỡ bị đó, nó vẫn đi vào nó phá thai tình mình thường lắm, không có cái gì cả, điều đó không. Cái này thì con góp ý chút về cái luật phá thai ở Việt Nam chưa có. Không thì đương nhiên rồi, thì luật đó thì chưa luật có. Luật phá thai ở Việt Nam chưa có, chứ không phải là chưa thông qua mà chưa có cho nên không có thông qua. Đúng rồi, không có gì qua. Thì đó phá thôi. Mình nói lái không? Khóa thoi chui thì đúng rồi, cả nó đầy hết. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ là tù chung thân đó. Thì tôi hỏi mày, cái đó là cái tự do cái gì? Cái bản thân cái, mà mình cái, cũng không được. Cái gì không đúng thì mình nói đúng, cái gì sai mình nói sai. Texas, tiểu bang Texas mới ra hồi sáng này là đầu tiên đó, là nó quất cái tội tù chung thân là tiểu bang Texas thôi. Còn mấy tiểu bang kia là nó phạt, có nhiều tiểu bang kia bây giờ rồi nó phạt rất là nặng. Giống như cách đây mấy tuần, tội nghiệp hai mẹ con này có nhỏ con gái 17 tuổi. Thì đứa bé gái này 17 tuổi không biết sao nó bị dính bầu. Nhưng mà trong cái tiểu bang này, nếu con nhớ không lầm là tiểu bang Alabama hay gì đó, Alabama, mà nó bị dính bầu, mà trong cái tiểu bang này cái luật là không cho phá thai, thì bà mới dắt con nhỏ này đi qua bên cái tiểu bang Utah hay gì nè. Con nhớ mày mãi thôi, nhưng mà anyway thì mới đi qua bên tiểu bang khác đó, mình nói đại khái chỗ cho phép khác để cái nó cho phép, tại vì cái đúng rồi, cái tiểu bang đó nó chưa cấm thì qua phá. Ồ mẹ, vậy mà cái tụi ở bên Alabama nó biết được, nó giống như là nó gửi đơn, nó móc ngược trở lại, nó lấy hồ sơ, nó liên lạc với mé bên tiểu bang kia, nó lấy hồ sơ ra, nó để nó làm bằng chứng, nó xử lớn hai mẹ chuyện. Con này bây giờ đang sống dở chết dở, tội nghiệp thì thôi á, đi ra ngoài tiểu bang khác rồi mà bây giờ nó lôi về ở đây là
nó dính tới vấn đề là tiền bạc luật sư. Đấy, là người ta mệt à, người ta mệt về cái chuyện đó. Hello mọi người, hello mọi người, chứ không phải là người ta không sự hướng lực cái người mà làm cái chuyện đó đó, đúng không? Hai mẹ con không phải là người ta. Thôi quay xin lỗi nha, thôi quay xin lỗi mọi người, chắc thôi quay xuống trước nha, ngủ mai còn đi cày nữa, mọi người thông cảm nha. Ok, mọi người lại chơi vui vẻ nha. Xin chào mọi người. Thông báo tin buồn, hãy thông báo tin vui với mọi người là giờ tôi thất nghiệp rồi, có nghĩa vậy hưu non rồi. Để thấy mà chơi. Cho tới nào. Chờ chút xíu nữa thì cũng nghỉ ngơi thôi, mai em cũng phải đi làm. Chung nghe là rồi xong. Mình lại vấn đề này, đó là tự do của nước Mỹ, thấy không? Người ta đã giống như lách luật của một cái tiểu bang này, không cho người ta qua một cái tiểu bang khác người ta làm. Nhưng mà là... chúng nó cũng mòi móc, nó mòi móc ra để mà nó thưa kiện, để mà xử. Thì thấy không? Thấy quyền tự do dân chủ của Mỹ nó như thế nào? Nó không có tôn trọng con người. Có đâu, nó tôn trọng thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đủ ở đây là rõ ràng mà kỳ thị chủng tộc là nặng nề. Thì đó nó không có tôn trọng quyền con người. Thì nói vậy nhưng mà tại vì khi mà chú hay rao giảng mới là khổ vậy chứ. Đủ. Chú tôn trọng quyền con người rồi thì da đen, da trắng, da màu, da bất cứ da thì người ta vẫn là con người. Đúng rồi. Chứ người ta đâu phải là con thú. Nó có cái chỗ này mình muốn nói điều này là có nghĩa là không, bây giờ muốn cần mà nó đã có 1970 mấy rồi, 72, 73 đã ra cái luật là coi như cho tự được người phụ nữ được quyền tự quyết định định đoạt bản thân mình, họ cho phá thai nếu họ cảm thấy người ta không có. Nhưng ý là muốn nói là nó lật lại để nó, có nghĩa là ngày vậy xưa nó cho mà bây giờ nó hai luồng thuận và không thuận. Không, nó đã cho rồi mấy chục năm rồi, tới bây giờ mà biết lý do tại sao nó bị áp lực đây dính líu trên chú giáo đó, bên tôn giáo đó, mà như quá là muốn nói cái đó thiên chú giáo đó. Tại vì hiện giờ cái thiên chú giáo nó áp lực mới cái thằng cha nghị sĩ bên kia đồ bị ba tới căng xỏ mũi và đè đầu đè cổ, thầm hiểu cho thí dụ như ngày xưa mà cái cuộc mà không có cái luật đó là ta không nói, bây giờ nó ra thì không nói, ta không nói hoàn toàn chính xác nói. Nhưng nó đã có cái luật rồi và cái luật đó được hiện hành là mấy chục năm rồi mà nhớ kỹ điều đó. Giống như kiểu như mày xe của mày mà cho ăn xăng từ nào giờ á, mấy chục năm rồi tự nhiên bữa nay bắt bụng mà đổ dầu hôi cho mày chạy được không? Nói vậy đó, chắc không phải là nó không có, nó có rồi, nó có từ lâu rồi. Âm cả thế giới nó mầm. Không cho chính thức, người ta cũng đi lén, người ta cũng đi lén, người ta làm. Bây giờ quan trọng là chỉ là luật không luật thôi, luật không luật thôi, để quy kết vô cái một cái khung hoặc là phạt tiền hoặc là phạt tù. Chứ còn cái vấn đề phá thai này nó đã cả ngàn năm rồi, chứ không phải là chỉ có vài chục năm nay. Đúng rồi, nó cả ngàn năm, nó đã cả ngàn năm nay rồi. Bây giờ là vấn đề là chỉ còn là khuôn phép luật không luật, tù hay là tiền. Thành ra bây giờ cái người phụ nữ của nước Mỹ bây giờ rất là khổ, mà nó khổ, thấy chưa? Nó không còn được tự do nữa, nó không còn phải kiểu như là ê việc right, không còn lấy được lấy được phớt cho mày rồi mới mốt lấy được phớt cho mày chuyện nói như việc nào mà cũng chả có cái luật nào mà cấm phá thai, chưa có luật nào cấm phá thai mà cũng chưa có luật nào mà không cho là người ta phá thai, cũng chưa có luật. Có nghĩa là cũng hơi muộn rồi, thì cũng xin phép bố cầm anh Phát và cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live ngày hôm nay. Thì thông qua cái buổi live ngày hôm nay đó thì chúng ta đúc kết lại có ba cái nội dung chính. Thứ nhất là về cái vấn đề Phạm Đoan Trang mà được bị xét xử y án 9 năm tù phúc thẩm ngày hôm nay đó, thì hoàn toàn là hợp tình hợp lý, hợp đồng dân. Thế nhưng mà ở đây lại có một số các cái đại sứ của các nước thì người ta có đến tòa và cũng không có tư cách tố tụng để tham gia phiên tòa, thế nhưng người ta lại có yêu cầu tham gia, thì cái điều này nó hết sức là vô lý. Phạm Đoan Trang là quá nhẹ, quá nhẹ, tại vì nó cũng liên quan tới tổ chức khủng bố thì nó quá nhẹ. Còn cái bên ngoài thì nó kêu gào nó như thế nào thì mặc kệ nó, đúng không?
lực pháp Việt Nam nghiêm minh thì phải nghiêm minh. Mức án thì như thế nó vừa nhân văn, phải không, vừa để cho người ta thay đổi thì đó là nó xong, nó xong rồi. Thì là ý phát vậy thôi. Còn dạ, okay, Myanmar, cảm ơn. Ở Myanmar thì mình không có không biết thì mình cũng không dám bình luận. Đó. Dạ. Tại vì mình không có rõ vấn đề mình cũng không dám bình luận. Cho nên dạ, là mình chỉ có ý như vậy thôi. Rồi phát như vậy. Rồi hôm nay phải nói là chốt phát có lên. Nếu có những cái gì dở tại thì cứ xin bà con, bạn bè, anh chị em thẳng ý mà góp ý. Mình phải nhìn, mình phải nghe những lời góp ý thẳng, chê bai để mình thấy cái dở, cái xấu của mình. Nhất trí anh. Phải rút kinh nghiệm để cho nó tốt hơn. Anh em chúng ta đều bàn bảo nhau mà, không sao đó. Chứ không phải là thấy người ta chê, thấy người ta chửi mình rồi cái mình cảm thấy mình buồn rồi mình thẳng, thì cái đó là một cái dở rất là dở của người, của một người, một con người, một con người để hoàn thiện thành người, một con người để hoàn thiện thành người. Thì phát cục mong người có những lời góp ý phê bình chia sẻ. Rồi xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một tối ở Việt Nam an nhiên hoan hỷ, chúc bà con ở hải ngoại một buổi sáng an lành và vào việc thuận lợi bình an. Dạ ok, em cảm ơn anh Phát. Con người thì không ai toàn diện và cũng không ai là hoàn hảo cả, thì chúng ta học hỏi lẫn nhau thôi chứ không vấn đề gì cả. Thì thông qua các cái buổi chúng ta trao đổi thôi, tìm hiểu thêm kiến thức chứ không vấn đề gì. Thì một lần nữa xin cảm ơn Vũ Cầm, cảm ơn anh Phát, anh Huy, anh Thư Quang, anh Việt Rai, anh Nông Dân và cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn ngày hôm nay. Thì một lần nữa cũng mong là cô chú anh chị tham gia đóng góp ý kiến, có những cái chủ đề hay anh em chúng ta cùng trao đổi để mở rộng thêm kiến thức, góp phần hoàn thiện cá nhân, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta có những cái nội dung chia sẻ nó mang lại cái thông tin hữu ích cho mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người cùng ngon ạ.